Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ngày 13 tháng 9, mình lại về một cái kiến trúc. Ở trong này có 5 cây trúc lâm tiêu và một cây trúc lâm sáo. Cái này là hầu như là mình đã bán hết rồi. 5 cây trúc lâm tiêu đã bán rồi, còn một cây lâm sáo. Có nhiều bạn đặt tiêu nhưng mà trúc mình đã bán rồi nên mình vẫn chưa làm hàng và đàn được. Đây là cái trúc quế. Cái này sẽ làm kiểu trúc đố rễ. Trúc rất là mỏng. Đây là đồi dây. Cái này rất là già, trúc quế thường thường thì trắng nhưng mà đây cái này là cổ vĩnh luôn. Tiếp theo là hai cây trúc gia hộ. Cái còn gọi là trúc trúc hoa cương. Và tiếp theo đây là ba cây trúc mai phi. Đẹp quá. Đây là trúc mai phi, nó có những cái lốm đốm đốm giống như trúc lê hay giáng ấy. Hầu như mấy cái này thì bán hết rồi. Nhưng còn cái này thì có 2 đến 3 bán thôi. Cái này chắc là 6 lá. Nó không có xoắn gì đấy. Hai cây này thì giá tiền của nó là bằng nhau. Cái này là lông to, có gốc của làm thần tiêu. Cái này nhỏ hơn, không có gốc, nó làm sáo. Cái này là hai giá nó bằng nhau.